cá bạn ơi, con cá bạn ơi, hàng về bạn ơi, hàng về rồi. Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình đi săn hàng 3 ngày nha các bạn, ở Hồ Núi Le nha. Hôm nay mình sẽ đi test một cái mồ cốc và cái thính của đam mê câu cá nha các bạn. Và kèm theo đó là cái khoai lang u chua với lại tóc mầm. Đây. Đây là mình hôm nay mình đi săn hàng 3 ngày ở tại một cái điểm ở bên phía bên này. Hiện tại thời tiết đang rất là xấu nha các bạn. Mình có thời gian được 3 ngày nên mình sẽ đi câu và đi làm clip cho mọi người xem, hy vọng sẽ có cá. Đây, đây là cái điểm săn hàng của mình ở phía bên vườn mít nha các bạn, của Hồ Núi Le, Xuân Lộc hôm nay. Đây, còn đây là cái lều của mình, cái chòi của mình. Mình sẽ cắm cái ngay tại cái chòi này nha các bạn, sẽ cắm ngay tại cái chòi này, xem sẽ để ở đây. Đó, đây. Đó, đây là cái lều của bà của mình. Đó, đây mình có mang theo một cái bếp ga, và đây là cái chỗ mình ngủ mà nè, mình thêm một cái bộ đồ nữa. Đó. Đây, hiện tại bây giờ cũng 8 giờ 15 phút rồi. Đó. Đây. Đây là mồi nha các bạn. Đây là cái mồi ngũ cốc mình mới làm được vài ngày. Còn đây là cái tóc mầm. Và còn đây là cái mồi nền. Đó, vậy thôi. Trộn mấy đó lại với nhau là coi xem đã thành ra được như vậy. Nha các bạn. Trộn cái này đó, và cái thính mê câu cá kia nữa lại với nhau. Tay cần phải dăng ở bên này, ở chỗ này nó sát bờ cỏ rác đồ nhiều lắm các bạn. Mình dăng ở phía bên này 3 cây, dăng ra bên kia 3 cây, rồi mình sẽ dăng ở phía bên này 2 cây, là mình câu 5 cây thôi nè. Phía bên này 2 cây nha các bạn. Đó. Ok. Hy vọng sẽ có mấy con hàng to to, có cá to to để quay cho mình lên tất cả mọi người cùng xem nha. Bây giờ các bạn cùng với mình đợi chờ kết quả nha các bạn. Ok. Ok bạn ơi. Các bạn ơi, Hugo rồi. Chị Tân ơi, trời chạy rồi trời ơi. Thấy rồi bạn ơi. Ngoát lưỡi rồi bạn ơi. Bạn ơi. Ngoát lưỡi rồi nè. Trời tiếc trời. Đây các bạn. Ngoát lưỡi bạn ơi. Quá tiếc bạn ơi.
báo cáo bạn ơi. Hàng về, hàng về, hàng về, hàng về. Hàng về. Báo hàng nha các bạn. Rồi, cá rồi. Trông ngóm nha các bạn ơi. Cá gì đây, cá gì đây? Cá gì đây? Ủa, cá trôi. Cá trôi. Cá trôi các bạn ơi. Không biết mà. Cá trôi đỏ các bạn ơi. Nè, à, đã không? Con này gần, con này đừng ký với các bạn. Đây câu cán lại video. Không có đụng chạm gì mấy chó hay gà chúng coi đâu. Còn không có ham. Có ham cá à, chứ không ham mấy thứ kia. Trời tiền, tôi coi coi tiền nhà con không thiếu. Thấy con biết sao ở đây nó cá lắm. Giờ đàng hoàng cũng có bà trợn tại ai nó. Cần câu con mua chỉ mấy 2 triệu cây đâu phải là hàng 300 ngàn cây đâu. Ở đây nó cá bắt trời. Này các bạn. Đến hàng nha các bạn. Rồi con trôi đỏ đầu tiên nha các bạn. Hồi nãy ngoắc mà xảy một con ngoắc cái lưỡi tiếc ghê các bạn ơi. Hình quá còn con này dính được nè. Tuyệt vời nha các bạn. Con cá rồi, về thả hồ. Con về thả hồ, nuôi cá nha. Ờ đào hồ nhỏ nhỏ nhà câu cá về thả xuống ngắm cảnh chơi. Dạ ngâm nhà. Nó được 6 con rồi. Có chứ, có cái vỏ này mà, đựng cá đi mà. Mày ở sáng đêm rồi, mày về, mày xuống hồ nào nữa hả? Đâu có đâu, con ở đây luôn á. Trời ơi. Đâu về nhà đâu, nhà ở Đức Linh lận. Chứ đâu phải là ở đây, gần ở đây đâu mà. Nhà ở Đức Linh lận. Trời ơi, vỏ vỏ nha các bạn, chua đỏ nha. Cá to mình chưa đụng. Được con cá này gần ký. Đã các bạn nha, ok nha các bạn nha. Kiếm con nữa nha các bạn. Báo cáo bạn ơi. Báo cáo bạn ơi. Hàng về bạn ơi. Hàng về rồi. Sao đã. Hugo bạn ơi. Nặng lắm. Giống mè vậy. Trời, cá gì vậy? Cá gì vậy? Nặng cái gì? Lết vào nước luôn rồi bạn ơi. Ủa nặng nè. Trời chỗ này dướng quá bạn ơi. Biết chỗ nổi không mấy trời. Trời trời là trời, trời chép đây. Wow. Đánh võng rồi. Vô bạn ơi. Vô bạn ơi. Trôi. Giống trôi vậy. Hả? Cái trôi. Cái trôi. Giết luôn. Có mẹ. Có phải mẹ không? Cái trôi. Dạ cái trôi. Cái trôi. Cái trôi bạn ơi. Cái trôi bạn ơi. Úi đã bạn ơi. Hai con rồi bạn ơi. Một con trôi trắng nữa các bạn ơi. Thiệt vời. Một lúc dính lần hai con các bạn ơi. Mình mới thay bồi cái cần kia xong là cái cần này nó ăn luôn các bạn ơi. Đã quá các bạn ơi. Trôi trắng các bạn ơi, con này ký rưỡi bạn ơi. Hơn ký bạn ơi. Đây các bạn ơi. Đã các bạn ơi. Tuyệt vời các bạn ơi. Trôi trắng con này khoảng ký 1, ký 2 các bạn. Cá ở hồ nó lên này nó nặng lắm các bạn ơi. Tuyệt vời các bạn. Mới thay mồi cái nó ăn luôn các bạn ơi. Trời chưa đầy 10 phút nữa lên 2 con. Đã quá các bạn ơi. Tuyệt vời. Ê 2 con. Có cá thả vô hồ rồi các bạn ơi. Đã quá các bạn ơi. Hồi hôm qua là mình câu phía ở ngay tại chỗ này. Mà chỗ này ngoài kia nó gốc nhiều quá. Nên mình dời ra chỗ kia. Chỗ kia cái hồi sáng, hồi lúc mà gần 2 giờ á, cái nó ăn.
nó ăn cái nó ngoắt lửa, nó kéo nó dính ngoắt lửa luôn các bạn ơi. Cái mình dời thêm ba cây qua, hai cây qua bên đó nữa, cái bây giờ nó ăn các bạn ơi, dính được hai con luôn các bạn ơi, đã các bạn ơi. Trong mỏ các bạn ơi, hai con các bạn ơi, săn hàng thành công các bạn ơi, tuyệt vời. Đợi chờ tiếp các bạn ơi, đó là cái túp lều lý tưởng của đam mê câu cá mình nha các bạn. Các bạn còn đợi chờ kết quả tiếp theo nha. Bao cá bạn ơi, cá bạn ơi, nó dở sụp còi luôn rồi nè. Đây nè, thấy không, đây nè, biết còn cá không nữa, sụp còi luôn mà còn là còn nha các bạn. Còn bạn ơi, còn bạn ơi, hạn rồi, nặng lắm bạn ơi. Ui, nặng lắm. Con gì trời, con gì đây, nặng lắm bạn ơi. Sau cơn mưa trời lại sáng, cá ăn luôn bạn ơi. Rồi. Ôi, cái trôi rồi. Đính chọc bạn ơi, con này hơn ký bạn ơi. Con trôi đỏ bạn ơi, dính này cước cần kia nữa chứ. Trôi đỏ bạn ơi, tuyệt vời. Con này hơn ký bạn ơi, lên hàng nữa nha các bạn. Một con trôi đỏ nữa nha các bạn, tuyệt vời các bạn. Trời ơi, chiều nay được 3 con luôn các bạn ơi, tuyệt vời, săn hàng thành công. Hồ Núi Le nha các bạn, mặc dù là cá ở hồ này nó mới cào rất là nhiều luôn, cá rất là nhát luôn, con vẫn còn dính cá nha các bạn. Sau cơn mưa cá nó ăn các bạn ơi, đẹp chưa nè, tuyệt vời. Ba em ơi, ba con này ba trên 3 ký các bạn ơi, đã, tuyệt vời, cho giỏ là ok luôn, vô, đó, xong ok chưa, ok nha các bạn, đợi chờ tiếp nè. Đây, mình tính nghỉ câu rồi đó nè, trời mưa quá các bạn ơi, tính nghỉ câu luôn rồi. Nhưng tự nhiên mình tháo cái máy quay ra rồi, tự nhiên cá nó ăn bạn ơi, làm mình ráp cái máy vô muốn chết luôn. Vẫn chín cá được các bạn ơi, tuyệt vời nè. Cái cần đầu về cần đuôi này là dính hai con, giờ dính nó cần kế nữa nè. Hai cần kế này mình ngâm được 5 tiếng thôi nè, cá vẫn ăn nha các bạn, ngâm 5 tiếng rồi đó cá vẫn ăn, tuyệt vời nha các bạn. Các bạn yêu thích ấn like, chia sẻ để ủng hộ cái đam mê của cá mình nha các bạn. Ok.